Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 2002, như thường lệ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm vào 8 giờ chúng ta học kinh Đại Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 79, phẩm thắng hạnh tiếp theo. Phẩm thắng hạnh tức là cái phẩm thứ 19 của bộ kinh Đại Niết Bàn, đây là phần tiếp theo. Trước khi học bài mới, xin thông báo đại chúng để ý để sợ quên, là bữa nay chúng ta học bữa nay, rồi chủ nhật tuần tới chúng ta sinh hoạt học một bữa nữa, và sau đó thì vào cái mùa Vu Lan này cũng là cái mùa gọi là nghỉ hè của toàn thể tăng ni sinh trường Phật học, cho nên là chúng ta cũng nghỉ hè 4 cái chủ nhật. Bốn chủ nhật là giống y như mỗi năm á, mà thì qua đầu tháng 8 mình học lại, rồi kế đó ít bữa là trung thu. Trung thu này năm nay thì cũng mua đèn, rồi mua kẹo, mua bánh, rồi mua trung thu, rồi cho trẻ con cũng vui như một năm vậy. Thế thì xin lặp lại là học tuần này, rồi tuần tới mà học một lần nữa, sau đó mình nghỉ 4 cái chủ nhật, thì qua khoảng mùng 2, mùng 3 tháng 8 gì đó mình học lại. Mà bây giờ tiếp theo, tuần rồi đó là chúng ta học nghiên cứu về giáo lý tứ đế đó. Các vị biết rồi, tứ đế là giáo lý của Thanh Văn Thừa, nhưng mà ở đây là kinh điển Đại Thừa mà phải nói giáo lý tứ đế là các vị phải để ý. Giáo lý của Thanh Văn Thừa mà toàn thể mọi người mà thông thường được nghe đó, là giáo lý đó là cái bằng nó có tục đế mà nó không có chân đế. Tức là nghĩa lý đó là nghĩa lý của tương đối, cũng gọi là chân lý, mà chân lý tương đối của thế gian khác. Chứ về cái mặt mà giáo lý tuyệt đối hay gọi là liễu nghĩa đó ha, thì cái mà được đại đa số Phật tử học nó không phải liễu nghĩa. Hay nói một cách khác, mình nói cái này cũng nói nhỏ nhỏ thôi, chứ mình nói lớn là người ta cử nữ đấy. Toàn bộ giáo lý tứ đế của Nam Tông không hề có liễu nghĩa, vì giáo lý của Nam Tông gọi là giáo lý tứ đế của Tiểu Thừa. Vì vậy cho nên nó chỉ có giá trị tục đế mà nó không có giá trị chân đế. Nhưng mà mình nói vậy là mình nói nhỏ nhỏ thôi, chứ nói lớn là người ta nói mình cạnh tranh là Đại Thừa, là Tiểu Thừa,
là hoàn toàn đúng, cái nào là chưa đúng gì đó, cái rồi người ta sinh ra phiền não rồi mình cãi cọ thì không có lợi ích gì hết, tranh luận không có lợi ích gì hết. Dựa vào đâu mà biết rằng là giáo lý liễu nghĩa và giáo lý bất liễu nghĩa? Dựa vào đâu mà biết rằng là đó là chỉ có là tục đế mà nó không có chân đế? Chứ đế mà các vị nghe của tất cả những cái hệ phái Nam Tông tiểu thừa đó là chỉ có tục đế mà không có chân đế. Bây giờ tôi nói cái là các vị để ý một chút là biết ngay. Cái giáo lý tứ đế của tiểu thừa đó là khổ đế, người ta là người ta thấy là có khổ đế thật, cho nên phải cố gắng tu kiểu này tu kiểu nọ tu kiểu kia để diệt trừ cho được khổ đế. Và khổ đế thì Phật dạy có ba khổ lớn là khổ khổ, hành khổ và quả khổ, và chia ra 8 khổ nhỏ là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly, quán thân hội cầu, bất đắc và ngũ ấm xứ thành khổ. Thế là ta học giáo lý tứ đế là vậy, phải tư duy, phải quán chiếu, phải tu tập thế nào để diệt những cái khổ đó. Mà để diệt khổ đế là ta học vậy. Thế thì học vậy, tu như vậy để diệt trừ cái khổ đó, để cho được niết bàn. Thì học như vậy tu như vậy là giáo lý tứ đế thuộc, nó có giá trị của tục đế mà không có giá trị chân đế. Nếu muốn có giá trị chân đế thì phải học kiểu nào? Các vị phải học rằng là về khổ đế hả, không phải có ba khổ và 8 khổ như vậy, mà là phải khổ đế là vô lượng. Các vị phải nhìn đâu cũng đều thấy là khổ đế hết mới được, chứ còn có 3 khổ 8 khổ đó là giáo lý tiểu thừa bất liễu nghĩa, không có chân đế. Mà muốn có chân đế nhìn bằng cái nhìn của tuệ nhãn, của pháp nhãn là chỉ thấy ngang ngang đó, ngang bằng của tiểu thừa đó, mà nhìn của tuệ nhãn đó. Mỗi một ngày người ta làm ăn vô 1 tí bạc vẫn cứ là khổ, phải nhìn vậy á. Cái ngày đám cưới là cái ngày màu hồng trời cảnh vật màu hồng của tuổi trẻ ha, mà người ta nhìn thấy rằng là cái màu hồng của tuổi trẻ đó vẫn là nguyên nhân của khổ đau. Mỗi ngày vô cả tỷ bạc vẫn là nguyên nhân của khổ đau, chức tước địa vị lên ào ào mà người ta vẫn nhìn thấy là nguyên nhân của khổ đau, nghĩa là khổ đế vô lượng. Không phải nghèo mới khổ, không phải đói lạnh mới khổ, không phải là bị hà hiếp đáp kỳ thị hay là khinh chê mới là khổ, mà địa vị lên ào ào vẫn là khổ. Tiền bạc vô cả tí vẫn khổ, đám cưới màu hồng mặc sơ rê mỗi ngày 12 bộ vẫn cứ khổ, tôi nhìn thấy là khổ rồi. Có người mướn 12 bộ á, các cô dâu mặc trong 1 ngày 8 bộ là bất thường, mà dưới con mắt của người mà tu việc có chân đế hả, vẫn thấy 12 bộ vẫn cứ khổ. Nguyên nhân của khổ là càng đau khổ tệ hơn người mặc 2 bộ nữa cơ. Là bởi vì sao? Gì là bị cưới con vợ mà đua đòi kiểu này là chết thành công thôi, dân đó là không làm ăn rồi. Ngày đám cưới mặc 12 bộ nghĩa là chụp hết phải là 7 cuốn hình, 7 cuốn phim, rửa ra là mấy trăm ngàn, là mấy triệu tiền hình ha, là biết vợ này là nguy hiểm rồi. Cho nên nhìn ngay cái đó là ta đã thấy là khổ đế rồi, nhìn bằng tội nhãn là vậy. Rồi đó là nói về mặt tiền tài danh vọng địa vị sự nghiệp. Rồi còn về khổ đế mà
mình chỉ hiểu có ba khổ tám khổ, rồi mình chỉ hiểu có kiến hoặc tư hoặc là nguyên nhân của khổ đấy thôi. Ư, không phải, ngoài cái kiến tư hoặc ra nó còn vô lượng. Quả nó vô lượng thì nhân nó cũng vô lượng. Thế thì nói tóm lại là các vị đã từng nghe về bốn cái thứ tư đế rồi. Chừng nào các vị phải thấy được cái sinh diệt tứ đế là giáo lý của tiểu thừa mà tất cả mọi người đều học phổ thông về cái hệ nam thông. Ngoài ra còn các vị phải thấy vô sanh tứ đế, phải học thuộc vô sanh tứ đế, phải nhận thức bằng trí của mình, tư duy quán chiếu của mình phải thấy cho được tứ đế vô sanh, phải tư duy quán chiếu phải thấy cho được cái thứ tứ đế thứ ba là tứ đế vô lượng, vô lượng tứ đế, và phải tư duy quán chiếu cho được một cái thứ tứ đế thứ tư đó là vô tác tứ đế. Thế thì lúc bây giờ đâu là cái tứ đế là Phật nói ở cái niết bàn này nè, là trong đó là Phật chỉ cái tứ đế mà nó có chân đế, còn tứ đế mà của tiểu thừa học đó chỉ có tục đế, chỉ có giá trị trên mặt thế gian này mà không có giá trị về mặt chân lý tuyệt đối. Cho nên để ý cái đó mà đại đế là các vị tôi nói đây nè, cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật ha, vô minh diệt vô minh tận, hãy chí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô gì, vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Đó, tứ đế đó là vô tác tứ đế của cái giáo lý gọi là chân đế. Chân đế là phải thấy cho được cái đó mới gọi là chân đế. Vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Giáo lý đó là giáo lý đệ nhất nghĩa. Bởi vì cái khổ thế gian là nói là khổ vậy đó. Nhưng mà khi nào mình mê thì tam độc nó hoành hành, bằng tỉnh thức thì tam độc không tìm ra được chút. Thế thì là tam độc nó hoành hành, nó làm cho mình khổ đó là do mình mê đó chứ. Cho nên mình tỉnh thức thì là tham sân si tìm đâu cho ra. Vậy cái đó là gọi là chân đế của tứ đế. Còn nói rằng là khổ là biển khổ mênh mông sông lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong biển thảm thôi. Không đúng. Cái đó nó có giá trị trong tục đế, tức là nhìn bằng con mắt tầm thường của người thế gian này thì cái bài thơ đó dường như có giá trị, nhưng mà về mặt chân lý bài thơ đó không có giá trị. Thí dụ như hàng thanh văn, người ta viễn ly kiến tư hoặc, ta vẫn ở trên cuộc đời này mà không phải là khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, không phải là thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong biển thảm thôi. Không hề. Như là Thế Tôn ta cũng mỗi ngày đi khất thực mà không hề là ở trong biển thảm, biển khổ gì hết. Vì vậy mà cái tứ đế mà gọi là khổ đế mà có thật đó là không có chân đế, mà chỉ có giá trị của việc tục đế. Chỗ đó là chỗ sâu lắm, sâu sắc của đạo. Do vậy mà khi mà mình bị một cái tác động của phiền não vô minh nào đó thì mình phải nhớ ngay rằng không phải cõi đời không phải là vô minh, là phiền não, là đau khổ như thế này, mà đau khổ như thế này là có nguyên nhân của nó, tìm có nguyên nhân nó đâu. À, thế là tại mày yêu, mày yêu quá cho nên mày mù quáng, cho nên cái sai cái trái cái đúng gì mày cũng biết hết, kể cả những cái đứa con hư hỏng vô cùng mà mày vẫn cứ yêu. Một cái ông chồng, một cái cô vợ vô cùng là bạc bẽo, là bất nghĩa ha, là bất hạnh ha, mà vẫn cứ mê mệt mà yêu, rồi đau khổ rồi chết chóc. Thế thì là mở con mắt sáng ra mà nhìn, chừng nào mi yêu ta thì ta mới yêu mi, chừng nào mi không yêu ta thì ta cũng không yêu mi. Thí dụ vậy, ví dụ nói kiểu cái Đại Bắc Thanh Trung Quốc nói. À, thế thì chừng đó là mình cởi mở ra cái rụp, cởi mở cái rốt là hết đau khổ ngay chứ có gì đâu.
Nên cái chữ ái mình học hổm đó. Bữa nay cũng còn học cái ái nữa. Thành ra cái giáo lý tứ đế nó sâu lắm. Bữa nay mình bắt đầu học về tập đế đây ha. Bữa hổm mình học về khổ đế rồi. Khổ là phải thấy cho được vô lượng khổ. Nếu mà học ba khổ và tám khổ thì không ăn thua. Là cái khổ đó là vô sanh, gọi là vô sanh tứ đế, tức là khổ đế vô sanh. Rồi khổ đế phải hiểu nó rằng vô lượng. Rồi cuối cùng là vô tác, có nghĩa là không hề có khổ, không hề có khổ. Khổ là tại ta, chứ cái khổ nó tìm không có, tìm trong con người, động vật hữu tình cũng có, mà tìm ra thực vật khoáng vật trong vũ trụ thiên nhiên cũng không có cái khổ đó. Mà cái khổ đó có là do ta. Vậy thì ta quán chiếu, ta tư duy, ta tìm ra cái gốc khổ là do đâu? Hoặc là do tham, hoặc là do sân, hoặc là do si, hoặc là do ái ha. Cái ái là rất là nguy hiểm. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng. Chúng ta tất cả chúng ta đều là đang lặn lụp ở trong ái hà, trong sông sông ái, trong biển ái, muôn trùng sóng dập gió dục, chứ không phải chúng ta ngồi trên khô ấy. Thế mà tất cả chúng ta ai cũng tưởng rằng mình ngồi trên khô, nhưng mà nhìn bằng tuệ nhãn á của Bồ Tát á, của Phật á ha, là tất cả chúng sanh nằm trong ái. Một câu chuyện mà tôi nghe tôi chua chát vô cùng. Một cái nhà giàu lắm, có một đứa anh trai, hai đứa anh gái. Đứa anh trai là con Úc. Cái nhà giàu này cất nhà lớn lao lá và cho thuê căn từ căn vậy. Cái nào karaoke, cái nào là cà phê, ca nhạc gì, nghĩa là làm ăn dữ lắm. Nhưng mà tới chừng bây giờ phát hiện ra thì cất nhà đó, nó, nhà là nhà cha mẹ để cho nó là trưởng nam duy nhất trong nhà đó. Thế thì là nó móc nối với thầu phan, nó ăn sắt, nó ăn cát, nó ăn xi măng, cho nên cái nhà bây giờ ở không ra, chưa ở là sắp đổ rồi. Còn nó mua đồ máy móc rồi, là karaoke rồi, là âm ly rồi, máy móc này kia đó không, đều là cấu kết với cái người bán máy ở điểm. Bây giờ phát hiện ra ha, thì là nó ăn tiền của cha nó. Mà cha nó thì nó là con trai duy nhất mà cho học tới đại học rồi, học luật đàng hoàng, đỗ đạt rồi mà không làm gì hết, ở nhà cơm bưng nước rót, mà giờ nó đi ăn móc nối cái kiểu như vậy. Đây, thế thì là cái chuyện là coi cái mà cái tâm ái bây giờ ông cha ruột chưa biết, người ngoài bà con xung quanh biết, và thợ điện, thợ bán đồ đó người ta nói thì là xung quanh người ta biết, mà cha mẹ chưa hề biết. Vẫn cứ coi là quý tử của mình, duy nhất cái gì cũng để cho nó hết, sự đau đớn gì vậy. Rồi cho nên cái ái nó nặng nề lắm, chết lúc sinh trong cái ái đó là cuộc đời không ngoi lên. Mình ta phải hết sức sáng suốt, đừng để cho cái ái hoành hành tác động trong cuộc sống của người đệ tử. Đức Phật là vì chúng sanh mà nói cái đó, để nhắc nhở cái đó, chứ Phật không có muốn cái gì khác. Cũng như tôi nói với đại chúng là tôi lấy kinh Phật ra tôi nhắc nhở các vị, để các vị nào mà có đủ cái nhận thức thì ham được can đảm để nhận thức để cho mình bớt khổ đi, chứ không làm người ta lúc sinh người ta đau khổ, ta lặn hợp ở trong sông ái biển ái, không đau khổ vô cùng. Mà ai mà tập luyện mà cho mình nhẹ đi cái ái á, là cuộc đời mình bắt đầu là nhẹ nhàng. À, bây giờ học tiếp khổ đế rồi, bây giờ học tập đế đây. Đức Phật dạy này thì Nam Tử Đại Bồ Tát trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát tập đế như thế nào? Bồ Tát quán sát rằng tập đế là nhân của ngũ ấp,
tế là nhân. Thực tế là nếu mình học theo giáo lý tiểu thừa đó thì là kiến hoặc tư hoặc, là nó chứa đựng ở trong cái tập đế. Do tham sân si mạn nghi, do thân kiến viên kiến tà kiến, kiến thủ kiến do chúng thủ kiến, 10 cái món đó gọi là thập sử đó, nó sai sử mình, nó thúc đẩy mình, nó làm cho mình tạo những cái nhân bất thiện của thân, của khẩu, của ý, để rồi lưu chuyển ở trong, ở trong lục đạo luân hồi, kết thành cái thân ngũ ấm, phải chịu cái sự sinh lão bệnh tử một cách u mê đau khổ, là do tập đế nó chứa đựng cái nhân. Cái nhân đó cụ thể là kiến vật tư hoặc, là thập sử. Cho nên Bồ Tát quan sát tập đế là nhân, gọi là thân ngũ ấm. Cái thân mà kết tụ lại cũng bằng năm cái chất đó, cũng là sắc pháp, tức là vật chất, tâm gương, tâm sở và tâm bất tương ứng. Năm cái món đó kết hợp lại mà của con người phàm phu thì gọi là thân ngũ ấm. Còn cái thân mà của các cái vị mà hiền thánh đó, nó cũng kết hợp lại bằng năm cái chất liệu đó, gọi là thân ngũ uẩn. Bởi vì chữ uẩn có nghĩa là kết hợp, có nghĩa là tích tụ để nó hình thành mà thôi. Còn cái gọi là ngũ ấm là cũng là năm cái chất liệu đó, nó kết hợp nó tích tụ lại, nhưng mà nó bị cái sự ngăn che của thập sử, của kiến tư hoặc. Vì vậy mà thân sắc thọ tưởng hành thức của phàm phu thì gọi là thân ngũ ấm, mà của Phật, của Bồ Tát á, thì cũng cái thân kết hợp năm chất đó gọi là thân ngũ uẩn. Cho nên người giác thiền sư nói là ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một, chứ không nói là ngũ ấm phù hư. Cái thân của hiện thánh cũng kết hợp lại, cũng không mất đi đâu, cũng giống như mây nổi trên trời, là hợp thì tan, tan là hợp là gì vậy, cũng vĩnh cửu tồn tại hiện hữu vậy, nhưng mà nó không có cái chất ô trượt nhiễm ô. Cũng giống như mây kết hợp mà là mây chắc, mây lành, kết tượng hải vân, những cái mây lành ở ngoài biển đó. Còn cũng là sự kết hợp, sự tích tụ, nhưng mà của phàm phu á thì nó giống như là những cái mây khói đèn. Đối với những cái nghề hạ bạc, những nghề làm biển chài lưới, người ta thấy mây khói đèn là người ta phải cuốn buồm, cuốn gió mà chạy ngay, vì có bão tố sắp tới, áp thấp nhiệt đới sắp tới. Tập có nghĩa là tích lũy, luyến ái, luyến ái tam hữu. À, thế là người nào cái tập đế đó, bởi vì trong đó nó có tham, có sân, có si, có tham, mà tất nhiên là tham ái rồi, là luyến ái rồi. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Rồi thì ngoài ra là hỷ nộ ai phụ ai ố dục vân vân, đều là nó biểu hiện của sự liên ái mà nó có là các thứ tham đó. Cho nên nó là tích lũy sự liên ái tam hữu. Mà cái chữ tam hữu này là tôi rất là chú trọng cái chữ này, đại chúng cũng nên chú trọng cái chữ này. Cái cõi của chúng ta ở đây, đối với cái người nào mà đam mê ngũ dục thì cái cõi mà chúng ta đang ở đây là cõi dục. Đối với người đó là cõi dục. Còn người nào mà không có đam mê ngũ dục mà tâm hồn rất là trong trắng, nhẹ nhàng, thanh thoát, thường tư duy quán niệm những cái pháp từ bi hỷ xả bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, thì cái người đó vẫn thọ dụng những cái tiện nghi, những cái vật chất nếu có, theo cái khả năng của mình có, mà người này không có bị nhận chìm ở trong cái tài sắc danh thực thùy. Thế thì người đó là gọi là người đó đang ở trên cõi sắc, mà cũng là thành phố Hồ Chí Minh, cũng là đất nước Việt Nam, cũng là mặt đất của địa cầu này, mà nó là cõi sắc.
Còn những cái tâm hồn mà tinh hoàng, tinh siêng, tinh sằng, tinh quấy, đụng đâu tinh đó, tinh cục đá, tinh bình vôi, tinh cà ràng, ông táo, tinh cây to, cây tinh là thần non, thần núi, thần sông, thần biển, nghĩa là đủ thứ thần mà tự đặt ra mà tinh mà sợ. Đặt ra cả Nam Tàu Bắc Đẩu, cả Ngọc Hoàng Thượng Đế vân vân, để mà tinh mà sợ, mà lai mà lục. Thì cái người đó nó trở thành cái người là ở trên mặt đất này, mà người đó là cái người đang sống ở trong vô sắc giới. Chỗ đó là chỗ quan trọng. Cho nên là tôi nói nhiều lần rồi, học như thức học thì vô đến ba tánh, y tha khởi là chánh. Ai mà nhận thức được dạng pháp y tha duyên nhi sanh khởi mà tu tập để thấy được cái chân lý duyên sanh của dạng pháp là người đó tu chánh. Mà lên đi một chút xíu thì nó thành ra biên kê chấp ha, mà nhận thức đúng thì nó thành ra viên thành thật, viên thành thật tánh, nghĩa là cái người này thấy như vậy là viên mãn, là đúng đắn, là chân thật. Thì dựa vào cái ý tha này mà nhận thức đúng thành viên thành, mà nhận thức sai thành viên kế chấp. Ở đây cũng vậy nha, dựa vào cái cõi đời này, cõi đời mà người ta có quyền thọ dụng về vật chất trên cõi đời này, tất cả những tiện nghi vật chất trên cõi đời này ai cũng có quyền thọ dụng, mà thọ dụng mà sai lệch á, thọ dụng trên cái chiều hướng đam mê trị lạc mà không có lý trí ấy, thì nó thành ra cái cõi hoàn toàn sống trong nhục dục về vật dục hả, là con người này nó đau khổ vì nhục dục về vật dục, gọi là người đó là người cõi dục. Rồi còn cái người mà nó sống hoàn toàn an lành tự tại đó thì là cõi sắc mà. Rồi còn cái người mà là tinh hoàng, tinh siêng, tinh quang đường gửi gắm tâm hồn ở thế giới đâu đâu mà không có sự thật ha, thì đó là trở thành một cái người vô sắc giới, chứ cũng không có ở đâu hết. Vì cái đó mà tu tập. Nói rộng ra nữa là địa ngục, là quỷ súc sanh cứu mình thôi. Nếu mình để cho tham sân si, cực tham sân si nó tác động nó hoành hành, thì mình sống trong địa ngục, ngạ quỷ và sốt xả nó tác động trong đầu óc mình, thì mình là cái người từ thanh văn duyên giác bồ tát già và phật phải nể là con người. Mình là con người là trung tâm điểm của thanh văn duyên giác bồ tát và phật, mà cũng con người có thể nó hạ xuống thành là người là tu la, là địa ngục, ngạ quỷ và sốt xuất sanh. Ai là người muốn học Phật, muốn làm đệ tử Phật thì phải để ý cái chỗ đó, còn bằng không đó thì không có đem lại kết quả trên đường tu học. Nên tập có nghĩa là tích lũy, là liễu thái tâm hữu. Ai có hai thứ, một là ái ngã, hai là ái ngã sở hữu. Ngã sở hữu tức là những tiện nghi vật chất cầm dùng. Đây bây giờ bắt đầu nhắc lại cái ái. Và thật sự chúng ta là rõ ràng trên con đời chúng ta có hai cái thứ ái đó, ái ngã và ái ngã sở hữu. Những người mà làm ra những cái tội lỗi ghê gớm ha, giết người cướp của, vì ai, vì cái gì mà giết người cướp của, cũng chỉ vì ái cái ngã. Cái đời sống của mình giờ nó hơi khó khăn, nó hơi thiếu thốn, mà mình thấy cái tiệm vàng kia cái ông chủ hãng nọ giàu quá, thôi thì nghĩ tới cái chuyện cái cách mà cướp giật, giống như hôm rồi báo đăng đó, Đà Cao có trận thì năm ngoái thì có trận ở Tinh Bình đó, hai cái chủ tiệm vàng là bị giết á. Là vì sao? Là tại vì cái người mà đi giật tiền đấy ái cái ngã họ, giàu ái cái ngã sở hữu là em yêu ở nhà nó xíu quá, giờ anh làm sao chứ, còn em thấy bố người ta sao, em yêu của người ta sao mà người ăn mặc đồ đẹp đẽ này kia, còn
em yêu của anh sao mà nghèo khổ thiếu thốn quá, em chịu không nổi à. Rồi là buộc lòng là ái ngã sở hữu mà phải đi cướp giật bệnh dạng. Rồi đồng thời ế cái bản ngã là muốn ăn cho ngon, muốn xài cho sướng ha. Thành ra là chỉ vì ngã và ngã sở hữu, tức là ái nó có hai thứ, ngã và ngã sở hữu, rất là rõ ràng. Cho nên vì sao mà Đức Phật của chúng ta là có được Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng? Đơn giản, đơn giản có gì là không có ái ngã và cũng không có ái ngã sở, ngã sở hữu, rất đơn giản. Cho nên bây giờ ví dụ như các vị mà hỏi tôi vậy, chứ tôi giảng trên Niết Bàn mà tôi có Niết Bàn chưa, cũng dễ ợt khỏi hỏi coi con tôi ái ngã cỡ nào và ngã sở hữu của tôi cỡ nào, vậy thôi. Các vị đừng hỏi thầy của các vị, các thiền sư, các giảng sư, giáo sư, các hòa thượng, đừng hỏi thầy giác ngộ được bao nhiêu, giác thức được bao nhiêu, khỏi. Nên do thầy có ái ngã không, có ái ngã sở hữu không, nhìn đó mà biết là thầy có được gì không. Ái ngã nhiều, ái ngã sở hữu nhiều thì triền miên đau khổ y như phàm phu không khác. Còn giảm ái ngã được 80%, giảm ngã sở hữu được 80% thì có được giải thoát 80%. Còn hỏi cho ông giảm trên Niết Bàn mà ông có Niết Bàn chưa, cứ nhìn tôi đây, như tôi nói nãy giờ, khỏi hỏi. Đơn giản là thế đó nha. Sách Nho Khổng Tử nói rằng là quả phúc nhân do cánh dân thường. Vấn đề làm quả làm phúc đó mà, vấn đề giải thoát hay không giải thoát các bạn, khỏi hỏi ai. Hành tàn hư thật, tự giá trị cái việc làm của mình dựa trên cái ngã và ái ngã, và ái ngã sở hữu mình có ái không, sự nghiệp mình ra sao, tiền tài trên dòng đi mình ra sao, và cuộc sống mình đối với môn đồ bá tánh đệ tử mình ra sao. Dần thấy nó biết ngay, khỏi cần hỏi thầy, chứng đạo cỡ nào, tu phát hiện ra những cái đó hay hết sức, khỏi hỏi gì hết. Rồi các Phật tử hỏi vậy cho thưa thầy, con tu như vậy, con học như vậy, con tụng kinh nhiều như vậy, vậy con ra sao? Thì dựa vào cái hành động ha, của ông, của bà ở nhà mỗi ngày là cải cọ với hàng xóm mấy cử, chửi con chửi cháu mấy lần, được tiền của để cất giữ ra sao, có dám xài hay là không dám xài, hay bao bao cất giữ, có chịu xài chưa, hay là cứ cất hoài, vân vân, vậy vân vân. Cứ nhìn từ tiền của bả, của ổng, vàng bạc của ổng và đời sống xung quanh, mỗi ngày chửi mấy lần, mắng con cháu mấy lần, và tối trăng nửa chết là cái mã ra sao, và phải làm bằng thờ tao thế nào. Cứ nhìn đó là biết ổng có giải thoát không, bả có giải thoát không, không có gì khó hết. Hỏi cho Thế Tôn ta làm gì có được giải thoát, tại vì không hề có gì hết, không hề làm gì hết. Do vậy mà có Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng. Cứ lấy cái đó mà suy. Gần đây nghe có cái tin động trời nữa. Trời Phật ơi, tôi nghe nói có ông thầy nó chết rồi còn để lại cái lưỡi nữa chứ. Tôi nghe cái vụ này tôi hỏi ôi ra. Nên đi thiêu rồi á, bao nhiêu người lượm không có lưỡi, mà sao có một người lượm ra cái lưỡi đem về thờ. Đem về thờ nói thầy này tu hành chân chánh đây là Bồ Tát đó, để lại cái lưỡi. Hỏi tôi sao, tôi nói giờ để trăm cái nữa không có ăn nhầm tu hết. Hỏi sao mà tôi nói ngang dọc vậy, tại sao Bồ Tát là để lưỡi lên mà không quý là sao? Nếu như để lưỡi là quý là Phật Thích Ca không có thành cái ông gì hết. Phật Thích Ca không có để lưỡi. Thế thì Phật Thích Ca không thành Phật ư? Còn cái ông này để lưỡi vậy là ông này đệ tử Phật mà là hơn Phật ư? Rất đơn giản, trả lời dễ dàng thôi. Có người hỏi tôi cho để là cái xác thì sao? Tôi nói để là 100 xác cũng vậy thôi, không ăn thua. Nếu như để lợi xác gọi là người đạt đạo chứng đạo thì Phật Thích Ca không đạt đạo chứng đạo ư? Rất đơn giản. Quấn một cái rốc là dân lan hay là 30 thước mà chưa rớt.
Cho nên Đức Phật Thích Ca dạy cái gì là cái đầu và cái ốc của con người? Giác ngộ hay là giác ngộ giải thoát hay là tiền phước vô minh, là dựa trên cái hành động của cuộc sống của con người và cái đầu cái ốc của người đó, chứ còn các cái ở bên ngoài không có nhầm. Học đạo Phật là phải nói vậy. Không nói vậy là nói thật, là do tròn bóp méo giáo lý. Các cái bên ngoài không nhầm gì hết. Tại sao nói các cái bên ngoài không nhầm? Dựa vào đâu? Phật nói cái nào nhất thiết hữu như pháp, lộ việc như điện, ưng tác như thị, nhật dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất đăng kiến như Như Lai. Thế thì cái lưỡi này mới là Như Lai. Còn không có cái lưỡi không Như Lai ư? Cho nên tôi nói có được năm thức chưa đó. Thành ra học, học nữa và học mãi. Lenin nói thế. Phải học. Càng học. Người xưa có người nói, có người xưa ta nói càng học là càng nhớ. Nên là học, học nữa và học mãi. Và câu đó thật sự cho tới bây giờ con mắt của tôi nằm mờ. Bây giờ tôi mới xin được 3-4 cái kiến thứ này nữa. Mình phải gửi về cho 3-4 kiến á, những cái cách để dành đặt đọc sách cho. Học hoài hay hoài. Mà học Phật thì càng học càng hay. Giống như mình ăn kẹo vậy, mình ngậm chút 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 vậy nó thơm, cái hậu nó thơm ngon, giống như ăn sầu riêng vậy, ăn từ 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 chứ không có làm kiểu mà bát giái ăn nhân sâm được. Chấm cái nuốt trọng vô cái để nó vô bụng cái hết trơn rồi không còn, còn nhiều láo. Lại nữa còn có thiện ái và bất thiện ái. Thiện ái cũng còn bị rầy để đừng nói chi bất thiện ái. Người ngu si hay tìm cầu bất thiện ái, Bồ Tát thường cầu thiện ái. Kẻ phàm phu tham ái cho nên gọi là tập đế. Chứ tập là chứa nhóm, nó quân tập những cái bất thiện mà không có chân đế. À, tập đế, người phàm phu có tập đế mà không có chân đế. Ái của Bồ Tát gọi là chân đế, không gọi là tập đế. Vì Bồ Tát muốn độ sanh cho nên là thể hiện thọ sanh mà không phải vì sanh. Cho nên Bồ Tát thì có những cái lúc, có những việc làm cũng giống như là ái vậy, mà thì thật là không có. Cũng như có lúc là Đức Phật nói rằng là Đức Phật thương tất cả, nhưng mà không hề có ai. Thương bằng cái lòng từ bi mà không có ai. Cho nên là tôi nói thí dụ, nếu mà có những cái đứa con cậu ấm cô chiêu mà nó hư hỏng, nó xì kem nó tưới ha, là làm cha làm mẹ cười thắng thừng, nhờ chính quyền cho đi vô tại tập trung để cho nó tu sửa. Thế thì cái đó là có chân đế mà không phải là ái đó. Thương chứ mà không thương, nhưng mà thương làm thế nào để mà tạo cái điều kiện cho con mình nó trở thành cái người lành, cái người tốt, cái người hữu ích cho bản thân và cho xã hội. Chứ còn thương mà che chở tất cả những cái tội lỗi, những cái sai trái của nó để cho nó hư hỏng đường, cứ bao che đó ha, thì cái đó là gọi là tập đế mà không có chân. Cái đó là ái của tục đế. Ở trong tập đế không có chân. Bồ Tát cũng ái mà có chân đế. Thương mà thương bằng cái kiểu còn phải đi. Mấy cái thằng mà nó ở xung quanh tôi, nó nói giờ thầy không cho con tiền thì là con sẽ bị ở tù. Tôi hỏi theo ý mày thì nếu mà tao không cho tiền mày thì mày ở tù cỡ mấy năm? Nó nói cỡ 2-3 năm.
Tôi nói sao tao tính mày cỡ chừng 12 năm là tốt hơn. Bởi vì mày ở tù 12 năm á, rồi ra mày sẽ trưởng thành đó. Chứ bây giờ mày ở tù mà 2-3 năm mà mày sợ thì chừng nào mày mới trưởng thành, mày mới nên người. Khỏi xin xu nào hết. Không xin thì có thể ở tù 3 năm. Mà nếu xin thì là tôi đề nghị ở tù cỡ 12 năm. Tôi là vậy. Đó là sự thật. Điều đó tôi cả có làm rồi, nói rồi và đang làm và sẽ làm như thế. Không có vụ gì. Thương phải thương sao chứ? Thương phải phát xuất từ cái lòng từ bi xả mới được. Chứ còn thương bằng mãi nghiệp là không phải thương. Nó kéo mình chết tìm cho nó vô lý. Vấn đề ái là, cũng là ái mà có trần đế, mà ái là thuộc về tập đế mà không có trần đế. Ái là ái kiến là thuộc về tập, thuộc về tục đế mà không có trần đế. Còn Bồ Tát thì cái ái cũng là ái mà ái có trần đế. Ca Diếp Bồ Tát thưa Bạch Thế Tôn, trong các kinh khác Đức Phật từng dạy nghiệp là nhân duyên có ngũ ấm xứ thần. Mình ý học mấy cái chỗ này nó ngộ lắm đấy. Trong các kinh khác Phật dạy nghiệp làm nhân duyên có ngũ ấm xứ thần. Có chỗ Phật là nói kiêu mạn làm nhân duyên có ngũ ấm xứ thần. Có chỗ Phật là nói vô minh làm nhân duyên có ra thân ngũ ấm xứ thần. Hôm nay có những ý gì Phật nói tứ đế mà riêng lấy ái làm nhân duyên ngũ ấm xứ thần rồi? Hôm nay là nói, không biết là nói ai. Phật bảo Vi Nhi Quốc Vương lúc du hành, các quan hầu cận vệ phải đều đi theo. Cũng vậy, ái xuất hiện chỗ nào, chỗ đó có các cái kiếp sử hiện hữu không rồi. Thành ra mình học ở trong cái giáo lý 12 nhân duyên là cái ái. Ái được xem là bảo thủ. Bảo thủ mà có ra cõi dục, cõi sắc, cõi ngũ sắc. Bảo thủ, tam hữu ha. Ái, thủ, hữu. Từ bảo thủ, tam hữu, từ ái, tam hữu mà nó có ra sanh, lão, bệnh, tử, ưu, quy, khổ. Cho nên nó chỗ nào có ái là nó sẽ có nhiều cái thứ kiếp sử nó theo. Nếu y phục thấm mồ hôi, bụi bặm liền bám dính, chỗ nào có ái những kiếp sử truyền thừa có mặt. Đất ướt có thể mọc mầm thảo mộc, ái có thể sinh mầm nghiệp phiền não. Do vậy Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn quán sát ái có chín dạng nguy hiểm. Học cái chín dạng này rất là thú vị. Ái có chín dạng. Một là giống như thiếu nợ. Hai là như lấy vợ là sát. Ba là như là cành hoa đẹp có rắn độc quấn. Bốn là như vật thực độc mà có ăn. Năm là như dâm nữ. Sáu là như là hột calama, hột sinh đeo. Bảy là như thịt thối trong ung nhọt. Tám là như gió bão. Chín là như sao chổi. Ái này Đức Phật là như ái qua tám cái thí dụ đó. Người thiếu nợ không trả nổi phải bị giam nhốt trong ngục tù, mất hết tự do. Hàng thanh văn duyên giác còn tập khí thừa của ái nên không thể thẳng tiến đến cái đức vô thượng bồ đề. Giống như người thiếu nợ vậy, không đi đâu được trần, về muốn đi xuất cảnh và về chính quyền ta cũng cho mình đi xuất cảnh, mà mình đi đâu ta cũng theo đó ta đòi, không có tự do. Thì chúng ta nghiệm lại coi, y như người thiếu nợ vậy. Lấy cái là sát làm vợ, sinh con ra nó ăn thịt con, hấp thịt con nó ăn thịt chồng. Ái cũng vậy, người gieo trồng được chút ít nhiều, được ít nhiều thiện căn, nó ăn thiện căn. Ăn hết thiện căn, nó ăn luôn cả giới thân, cả huệ mạng.
khiến cho đọa lạc trong ba đường ác, mà trừ các vị Bồ Tát. Bây giờ là sắc ái như cảnh hoa đẹp, có rất độc quấn người thích hoa đẹp đến ngắt hoa mà không luồn được trong cảnh hoa có rất độc, liền bị rắn độc cắn chết. Phàm phu nam mê ái ngũ dục chẳng thấy sự độc hại của ái, bị ái làm hại trôi lăn trong ba đường ác, khó có cơ hội vượt ra. Ái thì ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thường, toàn là bộ đều là ái. Là thực độc cố ăn thì chết. Ái là độc địa, nam mê ái sẽ ở mãi ở trong tam độ. Hạt xanh đeo tức là cái hạt maloka đó, tức là cái hạt trùng rỡ, chim ăn cái hạt, hạt phân chim rơi bớt bám ra cây cổ thụ, cây xanh đeo mọc lên to dần lấn áp áp đảo làm cho cây cổ thụ suy tàn khô chết. Tham ái thuộc nó buộc quấn phàm phu thấp lành không tăng trưởng, thậm chí không có cơ hội nảy sinh, đành vùi lấp mình ở trong bùn lầy ác đạo. Có những cái cây sừng đeo nó rớt ở trên một cây đa, nó mọc lên là từ ở trên đó nó ăn rễ xuống đất, rồi lần lần áp đảo cái cây đa chết. Cây bồ đề to vậy cũng có thể bị cây sinh nó bám vào. Nhọt mũ ung thư không chạy chữa ắt phải chết, thân mũ ấm của phàm phu chứa đựng bầu ái dục, nếu không tinh tấn đoạn trừ tham ái quyết chết trong tam độ. Gió bão có thể lỡ núi ngã cây to, ái dục có thể sanh tâm ác đối với cha mẹ, như sức làm ngã đổ cội cây vô thượng bồ đề. Ai gì gớm vậy, ý cảnh giác. Nhân gian thấy sao chổi thường là năm không thuận lợi cho việc đồng áng, cho hoa màu, cho cuộc sống. Ái cũng như vậy, có nó trong cuộc sống. Con người có thể bị nhiều khổ lụy, nhiều phiền não mà căn lành thì không có điều kiện phát sinh. Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn quán sát tham ái có 9 dạng tai hại như vậy. Do những nghĩa nói trên, hàng phàm phu có khổ đế mà không có chân đế. Thanh văn duyên giác cũng vậy, phàm phu bị ái cho nên nó có khổ đế. Chứ còn Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn thì là cũng có thể có ái vậy, cũng có thể bị khổ ở trong cái môi trường khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, rồi sinh lão bệnh tử, ái biệt ly, cầu bất đắc quán, nói hội của quán sĩ thành. Ngày đấy là cũng có những cái khổ giống nhau, nhưng mà có chân đấy. Vì Bồ Tát thấy rằng là cái chân đấy, tức là khi mà người ta tư duy, ta quán chiếu rồi, thì là mà ta nhận thức bằng cái vô sanh tứ đế đó, tức là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô phiền não, tức là niết bàn, tức là bồ đề. Sanh tử tức là niết bàn, nó không có tự thể. Phiền não không có tự tánh, không có tự thể. Thấy được cái tính chất không tự tánh, không tự thể của phiền não thì chúng ta hóa giải nó, tức nghĩa là tức cách thôi. Cho nên ta gọi là phiền não tức là bồ đề. Cái này đại chúng để ý mình tỉnh thức đi. Nó là một sự thật nha. Thường ở trong nhà, hoặc vợ, hoặc chồng, hoặc con cái, có những cái lời lẽ mà mình đấu khổ nhau qua lại, nó có khi nó tức, nó tức tối con người, đứt mạch máu mà chết. Có người không sống nổi đi tự tử, có người bỏ nhà mà đi. Nhưng mà nếu mình tỉnh thức, mình quán chiếu lại là phiền não tức bồ đề, cắt đứt ghi cho nó không nói được, vì nó không có tự tánh.
Còn cái mà cãi qua cãi lại này thì không bao giờ rồi. Thôi chỉ bằng cái là nhẫn nhẫn nhẫn, quan gia trái chủ tùng thử thận ha, và nhận thức rằng là cái phiền não đau khổ này nó có thực tâm, cắt đứt bỏ. Thế thì chẳng phải là phiền não tức bồ đề sao? Sự đau khổ, sự cãi cọ, sự bức tức đó ha, mà mình tính thức ra là tự nó mất đó. Cái chừng đế của Bồ Tát là vậy. Còn phàm phu thì không có chân đế, khổ tới là chịu cảnh, thị vi nhân ngã tới là chịu tận, chứ không thấy được cái tính chất thị vi vô thị tướng tất cánh tổng thành không. Cái tướng gọi là thị vi đó không bao giờ tìm ra được, nó không có cái tướng thật. Cuối cùng rồi cái đó không có là cái gì hết. Vậy mà nổ khí nhất thời ha, thì nó sinh ra cái tai họa, cái khổ đau ghê luôn. Vì vậy cho nên là gọi là đệ tử Phật là mình học cái đó, cái đó để mình tu tập cái đó, để mình sửa đổi, mình quán cải. Chứ đạo Phật không có dạy cái gì khác. Đạo Phật dạy cho mình tự sửa đổi, tự quán cải, tự xây dựng cái đời sống đau khổ trở lại an vui ở nhà. Chứ tu tập mà đòi cầu thành cái ông này cái ông kia cái bà nọ gì để đi lên trên trời trên đất gì đó, không phải, hoàn toàn cái đó không phải đâu. Không có cầu thành một ông gì hết. Nếu có thành cái ông gì thì trước nhất là các vị ngồi đây nè, các vị thành cái ông Tu Đà Hoàng, hoặc là thành cái ông Tư Đà Hàm, A Na Hàm, hoặc là A La A Lớn thì cũng ở đây thôi. Rồi có thành Vô Thượng Bồ Đề đi nữa, các vị cũng vẫn cứ ở trên mặt đất này mà thành. Các vị ứng dụng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả là các vị không hề có vướng mắc ngã và ngã sở hữu, thì các vị cũng ở trên cõi đất này mà gọi là thành rồi đó, thành Vô Thượng Bồ Đề rồi đó. Cũng như Đức Phật Thích Ca ở trên cái xứ Ấn Độ thời đó, đi lên đi xuống đi tới đi lui trong lưu vực sông Hàn đó, giáo hóa chúng sanh đó, mà đã thành Vô Thượng Bồ Đề rồi đó. Nó cụ thể như vậy, nó rõ ràng như vậy, mà còn không tin nên mình thì còn chờ ai nữa, còn chờ thành cái ông gì, cái bà gì, rồi còn chờ mình phải đi tới xứ nào nữa mình mới thành chứ. Không có. Thành hay không là ở ngay đây. Nếu tâm hồn chúng ta trong sáng thanh tịnh, chúng ta có thể phấn đấu được phiền não vô minh ở trên mặt đất này, chỗ của chúng ta ở chúng ta vẫn thành rồi. Hoặc Tu Đà Hoàng, từ kiếp hoặc là được Tu Đà Hoàng rồi. Còn cái tư hoặc á, tham sân si mạng nghi nó chia làm chín phần, từ lớn nặng nhất tới nhẹ nhất ha. Dựa theo đó mà lấy cái quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm và quả A La Hán. Chứ đâu có phải đi đâu. Cho nên cái sai lầm của một số mà Phật tử mà ham tu mà không có học sâu của đạo Phật đó ha, là gửi gắm tâm hồn ở nơi một cái thế giới xa xăm nào khác. Thành thật mà nói rất là tôn nghiêm. Có những vị tu như vậy rất là tinh tấn, nửa đêm vậy ngồi ấy nha, đi làm ban ngày đi làm vậy ban đêm, mà nửa đêm đúng giờ phải ngồi, rất là sợ sai giờ nữa. Rồi gửi gắm tâm hồn ở trên cõi này, cõi nọ, cõi kia ha. Vì cái lối tu đó tội nghiệp lắm. Không phải vậy. Bình thường thì không có chú ý về cái sửa đổi thân thủ ý nhiều, mà chú ý về cái đó lỗ lắm, mà lỗ lạ thiệt thòi. Các vị Bồ Tát hiểu khổ đế không có thật khổ, cho nên Bồ Tát có chân đế. Khổ đế không có thật khổ. Khổ là tại mình mê, là tham sân si nó tác động, nó hoành hành mình mới khổ. Cho nên mình tỉnh thức ra thì thật tánh vô minh tức Phật tánh,
ảo quá không thân tức pháp thân. Thành ra Bồ Tát có chân đế là vậy. Hạng phàm phu có tập đế mà không có chân đế. Tập đế là có kiến hoạch, có tư hoạch, có tham sân si mạn nghi, có phẫn hận phu não tật sang, có hỷ nộ ai cụ ái ố dục, có thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến, có như vậy mà đó là tập đế đấy mà không có chân đế. Vì sao vậy? Vì phàm phu không thấy được thực tánh của vô minh tức Phật, không thấy được ảo quá không thân tức Phật. Thì nói vô minh không có thật tánh, mình mê là nó khởi, nó tác động, nó hoành hành ghê gớm, chứ tỉnh thức thì nếu mà không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không tư duy quán chiếu, tưởng rằng mình là vậy, tưởng rằng ai cũng bị khổ như vậy, chết thì thật không phải. Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn còn thấy là cái tập đế đó, người não vô minh đó, kiến từ hoạt đó không có thật tánh. Cho nên người ta dứt bỏ, tỉnh thức người ta dứt bỏ ngay. Vì vậy mà Bồ Tát có chân đế là gì? Là thật tánh vô minh tức Phật. Tức Phật tánh, cái thật tánh của kiến hoặc tư hoặc của trần sa vô minh hoặc là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, nó không hề có thật tánh. Do vậy cho nên chỉ cần tỉnh thức, chỉ cần phản quán, chỉ cần tư duy quán chiếu thì cái đó nó tự mất. Cho nên Bồ Tát có chân đế là vậy. Đại Bồ Tát có đạo đế, có chân đế. Đại Bồ Tát có đạo đế. Đạo đế đại đẻ là như là tứ niệm xứ quán. Bồ Tát có tu tứ tinh cần, tứ nhị yếu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, thần mắt chánh đạo của tiểu thừa học. Bồ Tát vẫn học vẫn tu. Thế là đạo đế đấy. Nhưng mà cái tu đó Bồ Tát còn có cái chân đế. Bồ Tát có chân đế là tại vì Bồ Tát tu là tu vậy, chứ mà thì thật là tu vô tu, tu vô tu tu, hành vô hành, hạnh chứng vô chứng, chứng chứng cái quả vị vô chứng, hành cái hạnh vô hành. Hành hạnh vô hành là hạnh gì? Tôi nói thí dụ như là đây nè, những cái người mà uống rượu được cai rượu, được cho rằng một công trình vĩ đại ghê gớm, cai rượu cũng quan trọng lắm. Chứ tất cả chúng ta đây, những người không có nghiện rượu thì là chúng ta hành cái hạnh vô hành đó, nó có hạnh gì đâu, có cực khổ gì đâu, có ghê gớm gì đâu, có vĩ đại gì đâu. Chẳng qua là ta sống với cái tính nghĩa là anh di hạnh của cha mẹ sinh ra không hề có uống rượu ha. Thế thì bây giờ mình cũng sống là cái tính bổn thiện đó, mình không có uống rượu. Thế là ta hành cái hạnh gọi là hạnh, mà kỳ thật là đó là cái hạnh vô hạnh. Còn cái người mà nghiện rượu quá chừng qua đổi rồi, bây giờ cai rất là khó. À, thành ra thấy cai rượu, nghiện rượu là một công tác ghê gớm. Những người mà bỏ xì ke, bỏ cần sa ma túy là một công trình vĩ đại ghê gớm ha. Mà như chúng ta không có nghiện thì có sao đâu. Đấy, cái Bồ Tát là ta vậy đó, ta có chân đế là vậy. Một phàm phu là chỉ có tục đế, có tập đế mà không có chân đế. Tập đế của tục đế mà không có chân đế. Cho nên học cái này có nghĩa là phải thuộc cả vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế, ngoài cái sanh diệt tứ đế mà ta học của tiểu thừa, của đại tiểu thừa tổng pháp, còn phải học thêm ba cái thứ tứ đế. Này thì nam tử Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn quán sát diệt thánh đế như thế nào? Khổ tập rồi giờ tới diệt thánh đế. Diệt có nghĩa là hoàn toàn trừ, hay là tịch diệt. Cái từ tịch diệt là vậy. Chi hạnh vô thường thì sanh diệt, sanh diệt diệt diệt, tịch diệt diệt.
các pháp trên cõi đời này đều là vô thường, vì nó là pháp sinh diệt. Diệt đi cái ý niệm sinh diệt sẽ được cái vui tịch diệt. Cái vui tịch diệt nó khác với cái vui mà mình đi coi coi cái bằng cổ nhạc, cổ nhạc mừng trăng, khác với cái vui của mừng trăng cổ nhạc, khác với cái vui của đại nhạc hội. Cái vui đó là cái vui không có tịch diệt, cái vui đó là do người làm ra, do người ta tạo ra. Cái vui đi coi đá banh, vui đi coi cái giải judo quốc tế, vui đi coi SEA Games, vân vân, tất cả cái vui đó không phải là cái vui tịch diệt. Cái vui tịch diệt là cái vui hoàn toàn vắng lặng. Cái vui tịch diệt nó không bao giờ bị mất. Người nào mà thưởng thức được cái vui tịch diệt là cái vui đó không bao giờ ai cướp, ai giật, và cũng không có lý do để cho nó mất. Vì vậy cho nên cái vui tịch diệt này tức là Niết Bàn, tên khác của Niết Bàn. Người mà thưởng thức được cái vui của Niết Bàn là cái vui đó không bao giờ mất. Giống như là cái mặt nước biển, cái sóng ồ ạt lô nhô thì có sóng lớn sóng nhỏ, chứ cái mặt nước phẳng lặng thì ai giật nó được. Cái tính phẳng lặng của nước biển thì cái ai mà giật nó được, ai làm sao cho nó mất được. Nó là cái thể của nước. Cái tâm của chúng ta là cái tâm, thể của tâm của ta là tịch diệt như thế. Ta cắt đứt, ta hóa giải những cái tham sân si mạn nghi phẫn hận vô não tật sang, ta hóa giải, ta bỏ đi, ta samatha, ta chẳng đứng cái mà vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, thì nó còn lại cái tịch diệt, tức là cái hoàn toàn có thể mất lại nó. Ai làm sao nó mất được, ai lấy đi đâu được. Chỉ việc đấy là cái tấm đó, cái thể tịch diệt đó. Phiền não gọi là dứt trừ hết phiền não gọi là tịch diệt. Thể tịch diệt ấy tức là thường. Ai làm sao cho nó mất được. Cho nên trong chúng ta có cái thường, cái tính thường ở trong đó chứ. Nó là thường trú trên tâm, nói theo kinh Lăng Nghiêm, nó là thường trú trên tâm. Cái tâm thanh tịnh, cái tâm tịch diệt đó là cái thể chân thường của tâm ta. Ai lấy mất được cái đó của ta. Nó là ấy tức là thường. Do phiền não tịch diệt mà thọ dụng sự an vui là lạ. Có lý do để nào khổ, thành ra là có thường và có lạc. Thọ dụng cái quả an lạc không do ước mơ, không mong đợi van xin nên gọi là tịnh. Thế thì thường lạc tịnh rồi nó hiện hữu, nó tồn tại vĩnh cửu, không ai lấy, không ai làm mất được, cho nên nó có ngã luôn. Vì là thường lạc tịnh nên không còn lăn lộn qua lại trong 25 cõi, 25 cảnh giới, đích thực là ngã rồi. Không ai làm gì mất nó được. Nó là cái thể thành bất biến mà tùy duyên. Tùy duyên như vậy mà vẫn bất biến. Mà bất biến vậy thì không phải ngã, rồi gọi nó là gì? Thì gọi nó là ngã vậy thôi. Chứ thì thật nó là cái mà do thường cho nên có lạc, do lạc cho nên có tịnh, do tịnh cho nên có ngã. Vì ngã cho nên nó là thường, vì ngã là thường cho nên nó có lạc, vì ngã thường lạc cho nên nó tịnh. Bốn cái đó nó tương quan tác động nhau ha, nó hình thành là một khối mà không tách rời ra được. Cho nên bốn cái đức thường lạc ngã tịnh đó không tách rời ra được. Đối với sắc thanh hương vị xúc pháp
với sanh lão bệnh tử, với thành trụ hoại phong, với thân sơ bỉ thử, lên bên không chấp thủ, không phan duyên, nên gọi là cứu cánh tật diệt. Cứu cánh tật diệt hoàn toàn mất lại. Đấy là đại Bồ Tát trụ đại thừa, đại Niết Bàn quán sát diệt thân đế là vậy, không hề có chấp mắt. Bởi vì sao vậy? Vì thủ bất đắc, xả bất đắc, bất khả đắc, trung chỉ ma đắc, mô tảo tầng kinh đa kiếp tu bất thị đẳng nhàn tương cuốn quật. Bồ Tát nhận thức rằng bỏ không được mà lấy lại càng không được. Cái không được gì đó là cái được của kẻ chân tu, cái người tu không có được gì. Hoàn toàn tịch diệt mất lặng có cái gì đâu mà. Không được gì đó là cái được của kẻ chân tu. Từ xa xưa nhiều kiếp tôi đã phát tâm tu hành, không phải ăn sỏi ở xuông mà nói ra lời dối mình. Đó là cái tịch diệt của con người, cái đó bỏ không được, gọi là lấy cũng có gì để lấy. Thế nên cái người tu hành được cái vui tịch diệt là không được gì hết, mà là được, được mà không được gì hết. Đại Bồ Tát trụ đại thừa, đại Niết Bàn quán sát đạo thánh đế như thế nào? Chữ diệt là tên khác của Niết Bàn đó, được cái đạo đế rồi. Ví như đèn tối nhân cái đèn mà được thấy các vật lớn nhỏ, cũng vậy đại Bồ Tát trụ đại thừa, đại Niết Bàn nhân hay bát chánh đạo mà được thấy tất cả. Thường vô thường, lạc phi lạc, ngã phi ngã, tịnh phi tịnh, hữu vi vô vi, vật phi vật, chúng sanh phi chúng sanh, tịnh bất tịnh, phiền não phi phiền não, nghiệp phi nghiệp. Thừa phi thừa, thật phi thật, kiến phi kiến, sắc phi sắc, đạo phi đạo, giải thoát phi giải thoát. Đại Bồ Tát trụ đại thừa, đại Niết Bàn quán sát đạo thánh đế như vậy. Chữ phi có nghĩa là, có nghĩa là sai, thấy sai thấy đúng đều biết hết, biết mọi mặt của vấn đề. Nhân ngay mắt chánh đạo, người có mắt chánh đạo rồi là nhìn vạn pháp thấy, thấy hết biết hết, cái nào đúng cái nào sai đều biết hết. Bởi vì trong mắt chánh đạo đó, sự thật là trong đó nó có giới học, định học, rồi tuệ học ở trong mắt chánh đạo. Ví dụ như người có chánh kiến, mà đã có chánh kiến rồi thì là cái nào là đạo, nào là phi đạo biết liền, cái nào là thừa, cái nào là phi thừa biết liền. Thường vô thường biết liền, lạc phi lạc biết liền. Cho nên tôi nói thí dụ như bây giờ đối với tôi, giờ là tôi đi dài dài trong thành phố này, tôi nhìn cái nào lạc, cái nào phi lạc tôi biết liền. Cái nào là thường, cái nào phi thường tôi biết liền, đều là không có gì khó hết. Thế thì các vị nếu mà hỏi tôi chứ là cái gì là thường, cái gì là phi thường, tôi nói tất cả hiện tượng như pháp đều là vô thường hết. Rồi hỏi chứ gì, vậy thì trên đời này không có cái gì thường sao? Có chứ. Cái đó là cái gì? Chân tâm thượng, thượng trú của các vị mà ở trong các vị. Nó sao bây giờ là tôi lại không thấy cái đó? Tại vì các vị chưa thấy. Tại vì nếu mà ngày nào mà còn gió còn bão thì nước biển các vị không thể thấy được cái nước biển phẳng lặng đâu. Phải chừng nào một mà hoàn toàn không còn gió nước lặng, hai là các vị phải lặn sâu vào cỡ 10.000 thước dưới đáy biển thì các vị mới thấy được cái thể của nước biển là không có phải ồ ạt lô nhô như vậy. Còn các vị ở trên mặt biển, trên mặt biển các vị là đi bằng chiếc thuyền nan, đi bằng chiếc xuồng ba lá thì không bao giờ các vị gặp được cái nước biển đâu.
không gặp được cái thể nước biển thật. Cho nên các chị phải lặn sâu, lặn sâu cỡ 10.000 thước, giống như tàu lặn tìm thủy đỉnh vậy đó, thì ở dưới em rơ không hề có sao. Thế thì các vị phải samatha, phải tu tâm ma bát đề, phải tu chỉ tu quán, các vị mới thấy được cái tính thượng của các vị chứ. Còn bây giờ tất cả pháp hữu vi đều là một không đúng cho được Phật nói mà. Nó thường vô thường đều biết hết, lạc suy lạc biết hết. Ở tôi bây giờ mà tôi nghe người ta làm mà mỗi một ngày vậy là có bao nhiêu triệu hay là bao nhiêu trăm triệu, đối tôi không bao giờ có, tôi cho là có lạc. Thật sự là vậy. Mỗi ngày vô bạc tỷ tôi vẫn cứ không cho là người đó có lạc. Cái lạc đó là cái lạc là cuộc vui nhẫn ước vô ngần, cái vui đó, cái lạc đó. Nào hay vui vẫn là nhân chắc. Đấy đại để là hai ba ông chủ tiệm vàng hôm nay báo đăng á, chỉ vì mấy trăm lượng vàng mà bỏ mạng. Ở Hà Nội cũng có mấy ông chủ tiệm vàng ha, chỉ vì mấy trăm lượng vàng vô nó hạ sát, gọi là cướp ở bên ngoài. Có khi con cháu trong nhà nó còn không biết để nó lấy mấy năm mười lượng vàng. Thế thì tiền bạc không phải là nguyên nhân của an lạc. Nói cái một thôi có gì đâu, lạc suy lạc. Còn nhà lầu chấm chở mà 15-20 tầng, các vị hỏi tôi chứ là mấy ông nó ngon không? Không có gì ngon hết, thua tôi. Tôi có thể ăn cháo chiều xong rồi tôi ra tôi dân dẫn tôi nằm chơi ngoài giường được, chứ mấy ông nó có giường nào dám chơi như tôi không? Trời, nát đầu ở trong sổ, trong sách, trong tính toán, trong giao thiệp. Không bao giờ có sự ăn lạc thật sự, chẳng qua là tiền nhiều thôi. Mà tiền nhiều không phải là hạnh phúc, không phải là an vui, càng không phải là cái chữ lạc của Phật giáo. Cho nên cái nào lạc, cái nào phi lạc, nói cái một thôi. Vì sao vậy? Vì có bát chánh đạo, có chánh kiến, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh tư duy, có chánh tinh tấn, có chánh niệm và có chánh định. Cho nên nói không hề sao. Đó là sự thật chứ không phải là kinh điển nó phát. Phật không có dạy thì ta nói phát để làm cái gì? Nó là sự thật. Về ngã phi ngã, cái nào là ngã, nào phi ngã là nói cái một thôi. Do vậy cho nên hồi nãy thế nè, người ta quyên tiền tôi để đi làm Phật là tôi cũng làm rồi. Nó đâu nói thẳng về, các vị có nói tôi không tu là tôi chịu. Quyên tiền cất chùa tôi cũng không đưa luôn. Nãy có một cô Phật tử ở Sài Gòn mà cũng là ở quê gần gần đâu với các mẹ tôi, đưa đến cái chùa của tôi ở hồi xưa đó. Bây giờ muốn cất lại có cái hình ảnh này chụp này kia để là tôi có thể nói với các Phật tử để ủng hộ về cất chùa ha. Không bao giờ. Có lần tôi ở cái chùa tôi ở Trà Vinh đó, thầy Thanh Từ thì cho mấy trăm triệu đó ha. Sao mới cho, còn lúc mà chưa đó thì nhờ, tới đây là nhờ tôi nói cũng không nói, nhưng mà người ta cũng vẫn làm được. Nhưng mà để cho người ta làm được thì người ta làm, tôi không có chuyện gì, không có chuyện gì mà Phật nói. Nhưng mà bảo tôi làm tôi không. Bởi vì tôi còn ân hận là tôi chưa dám ngồi với gốc cây, một gốc cây mà không quá 3 đêm. Đúng ra cái người mà muốn có bồ đề niết bàn vô thượng là ngủ với gốc cây không được quá 3 đêm. Còn như tôi giờ tôi vẫn có nhà, tôi vẫn có gọi là không phải chùa to thì tôi là am nhỏ ha. Ôi thì làm sao mà tôi bằng đức Phật được? Cho nên hỏi tôi giác ngộ cỡ nào, tôi nói chưa. Sao vậy? Phật không ăn thua gì. Thường quy thường, lạc quy lạc, chứng quy chứng, giải thoát cỡ nào đều biết hết. Vì sao vậy? Vì mình có bát chánh đạo. Hỏi vì sao mà không ủng hộ ta cất chùa là tại vì chùa nhiều quá. Tôi không ủng hộ người ta vẫn cất cái nào cái đấy, nghĩa là lớn lào lóng.
Thank you.